Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay anh em gió quê đang chuẩn bị bán mẻ cá chấm đây nhá. Ngày mai là bán cá chấm với giá là 55.000 ký, loại khai từ 7 lạng đến 1 cân. Bác nào có nhu cầu mua cá giống thì để lại phần bình luận nhá. Kinh thì ác rồi, ra hết rồi còn đâu. Nhảy ra hết rồi. Vâng, bây giờ đã mát rồi nhá. Đến giờ đẹp rồi, anh em bắt đầu lưới thì ra. Ra kéo cá giống. Anh em chuẩn bị sắp trắng này, thợ lưới là đang ở dưới ao này, đang ra lưới. Vừa mới động lưới mà cá nó nhảy như sao xa. Cả dãy trời ơi, trời ơi, kinh thì ác rồi, ra hết rồi còn đâu. Nhảy ra hết rồi. Bên nào vẫn nào. Thank you.
màu hết nữa. Cân đi ông Tiếng vào đây này, cân đi, kéo lên, đây đây con dâu đây được cuốn còn nhiều lắm. Vợ cái này đi á, đâm vào tôi lại đến đi. Hãy subscribe.
cái lần này phải bắt cá đi. Chép nơi đùa. Con này con dưa chú nhỉ? Con này chính xác con dưa là hơi tiếc. Thôi nhưng con dưa được chú cải bữa đi. Nhỉ. Được rồi, đây được chú cái thả đây để chốc con dưa đấy. Đấy chốc con dưa nhá. Rồi tối chú xong rượu nhá. Tối lại rượu nhá. Trả lại tên cho em đấy. Cá bán xong rồi các bác ạ. Giờ thì có con nào to thì ta bắt về ta làm thịt ạ. Kiếm con nào nó phải to ngon rồi xem này. Này toàn gái đồng trinh nhé, gái đẹp. Gái còn nguyên bản đấy. Chưa lấy chồng một lần nào nhé. Bê và làm thịt thôi. Các bác ơi, hai con cá là om dưa này. Đấy, ui giời to không rồi nè. Nhà thích ăn trứng nhá, thích ăn trứng thì để con này lại nhá, con trứng này này. Đấy, con này con được con cái, thì một đôi vừa được vừa cái. Cái vừa mới đẻ.
hay ăn thịt cái ngọt ấy. Xé này, xé phải mỗi người hai người một con rồi mới xé. Vâng, các bác ơi, cái giống gà nấm đương thì là nó vặn lông nó dễ lắm, cứ quay này quay lại là mỗi cái quay cái là đã xong hai con gà đấy mà. Nóng đã xong đôi gà, bây giờ mình sẽ cho vào rồi hết. Lột luôn thịt ở đây. Vâng, đúng rồi, gà và thịt được lẫn nhau rồi cho cái nước ngon. Thế là keo nhỏ xíu thôi nhưng mà cá rất là nhiều, nhưng mà toàn cá giống thôi. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Thế thì một con gà nó đanh đi không suốt chân tin. Còn ai hơn bác nữa không, hai tay mỗi tay một quả bắt đầu mần nhá. Đó. Đấy. Cái om dưa này. Ừ, om dưa. Hai con này khoảng gần chục cân các bạn. Sắt đôi sắt ba. Sắt đôi chứ tính sắt ba nó vỡ chứ ạ. Ra lấy đi rau thơm khẩn trương. Rau thơm lá chanh. Hai thứ. Ừ. Cái nhà nó vườn hết. Thế được hai quả rồi. Để trứng này còn cái nồi cá chép trứng thì để lên trên chứ. Thôi lúc mà tôi để cá để trứng lên trên. Rất là ngon. Nó ở đây là đồ sơn mà. Đồ sơn này, ê, sơn. Trước khi con phải gà mình phải thái lá chanh trước. Cái thớt nó khô dễ thái. Thái lá có rồi chứ bây giờ mới phanh được chứ. Ui chị buồn trứng này. Lúc cái giờ là gà cái. Gà gái kia. Mùng 10 âm hả? Lại diễn thằng này. Ở nhà cái nồi cá kho to lắm. Hey. Có là sao ngon thằng này. Anh đang kiêng cái béo. Mà ta cho người ăn cho ông bà. Vâng, vừa đã hoàn thành 4 đít thịt gà. Bây giờ mình rắc tí nó chanh vào nữa. Bốn lần 2 đĩa nhé. 2 đĩa lần. Đĩa vừa thế nữa. Cái nó đẹp. Vâng. Ui giời ơi. Ui bê thì một mâm này gãy xương. Một mâm thịt mới nị ấy. Cuối cùng là có món ốc xào với thịt măng. Cùng cái ương của nhà bố vậy. Còn cuối cùng mình rắc vào thơm mà nha, chuẩn bị đây rồi. Ngon quá.
phải hai đĩa chị nhỉ. Ốc nha các bác nha, đây là ốc ốc xào măng, ốc niêu xịn. Món ốc xào măng cơm này tuyệt vời quá, còn có món cá om dưa đấy. Chúc mừng đi ca giống thế nào bác. Đi ca giống này gần chết lắm. Hôm nay mát đi. Quá đẹp, chúc mừng đi nắng nắng. Đóng nhìn được em trần nắng. Chắc chắn chắc. 6 giờ chưa chị này? 6 giờ rồi chị. 5 rưỡi. Bạn sớm. Nhà ta còn 30 phút nữa cơ. Món ốc này là cái món là gia truyền nhất đây này. Ốc xào măng. Này nên mãi siêu thị nên mua ít ốc nhồi. Không, bác hỏi mà bác hỏi bác bắt. Ừ. Thôi bắt canh phải ăn cơm thôi. Nhưng mắm thì hôm qua nó toàn muối. Muốn ăn cái nướng một cái chảo tô à. Đây. Nhà mình vừa ăn muối. Bé ta lại. Thì ra ngon quá. Vẫn mất keo. Ui giời, sẽ nắm trứng cái này sao? Ở thêm múc cho mâm kia chén trước rồi đã. Mình cứ múc miếng đầu không nè. Cá hồng dưa là vừa đun vừa ấy mới ngon. Tức là ăn ăn theo kiểu cấp tốc. Đấy. Trinh thích ăn trứng thì múc đấy. Được, kính mời các thầy có loại cá sốt trực tiếp này. Sốt trực tiếp này đang dễ này mà. Dán lửa hay mượn? Dán lửa. Dán lửa. Dưa cũng làm món này. Cái nào miếng biện này. Con này dư. Miếng nách đấy. Chấm vào. Không như cá lăng con này cũng không vui nách được. Miếng này ngon. Thế em ăn biện nhỉ? Miếng này ngon không biện thật. Biện này được 3 thằng thứ. Có miếng viên gà ngon thật. Ừ. Ba cái gà. Dưa em ngoài chưa mà em nấu. Quá bóng mà. Hôm nay con dưa muốn nấu ngon thật. Với cái dưa mình kỹ đi. Ăn miếng thịt gà này xong rồi kèm với miếng trứng cá này này. Còn nó ra thì nó vui nhỉ. Nó mới là đẳng cấp. Đấy. Đấy. Gà ngon. Gà hôm nay hết là ra lắm. Mình làm áp giá hết chưa đấy. Vâng, đây cái trứng cá em phải thưởng thức này trước này. Sao bạn lại cứ nghiện trứng cá nhỉ? Nó ngon nè. Trứng còn nhiều. Nó mấy cân trứng. Thế rồi. Chấm ngập vậy? Không ngon đấy. Đấy thì nên chấm cái mắm đấy mà ngon. Mắm Thanh Hóa. Nhưng mà anh nghĩ cái này chưa đổi. Có hai cái chưa giống nhau mà hai cái giống nhau. Đổi rồi. Nếu như thế này thì mâm kia ngon hơn rồi. Cô thật đó. Chính xác, chính xác. Đấy, ốc xào măng cái ngon mắc hơn nhỉ. Xào măng. À, không bị chả có đen thì bắt đéo. Ăn gà nó chả có đen thì. Vâng, thì để tôi cái miếng thịt gà thì ngon nhất thì em ăn này. Ừ. Hay lại bê ra đấy. Lại bê ra thôi. Lại bê ra ngoài thôi. Giờ thì để giá trị rồi. Đầu đây. Ăn một tay đấy nhỉ. Bà này thì đầu rác, bà đầu vào nhà hết. Cái gì? Cái gì? Cái này không ngon lắm không? Ngon lắm. Gà lắm lưng đấy. À chị cũng gà lắm lưng thật. Cá ông dưa cái anh kìa. Cô thế thì mượn ông kia ta đi dạy. Cô thì em dạy đi, cô thì lại chưa dạy. Chạm trẻ đâu đi ăn. Bà cô phân nấu cho rồi. Lần này là thu hoạch lần thứ 3 này. Năm nay lần thứ 2. Năm nay lần thứ 2 này. Ừ. Năm nay. Hai này là cộng một cửa với con gà. Chúng tôi mang lên này được 80. Từ đầu là riêng đến giờ. Đây là gạo có giống đây thì cá thịt phải hơn. Đấy. Để tính chi đi. Đấy này còn khối. Nửa này tôi nhỡ nhảy ra nhiều chứ. Thì có cần quen lần sau. Chứ biết nhỉ. Đối thì chỗ con nửa là. Hàng tấn.
Bến thì cứ suốt. Cái ao là đây kìa. Cũng làm sao hết được. Còn cái giờ nó phải còn không tấn thì phải lóc lóc ra. Đúng chắc. Đúng không? Còn cái giờ cá một tí là ra cá đi sáu lần. Đường đấy nó thì nó bảo nó kéo cái này nó là vào bờ có đi cái phần khối này đúng rồi, nó kéo qua đấy rồi. Nó có mé nó nặng nó chui qua cái chỗ cái buồng này mới được nó đà được đấy. Nói chung là cái này cái dấu ý thôi. Đâu có mình thả xuống làm tạ đúng không? Răm bảy tạ như bình thường. Nó thừa cái trong nước nó dày quá nó như là các củ mà là dầu nó khá là dày quá. Ốc xào măng nhưng mà nó đang nhả muối này thế. Một năm. Cứ bảo là thế là một để hai rồi này. Nghỉ ngày để thu dọn. Sao thật? Gọi điện thoại cũng để. Không bữa trước nó về rồi ăn cỗ đi ăn ở đây đúng không? Mang quá. Em biết. Đây bác ăn này rồi. Bác ăn rồi đau nổi. Chắc phải năm ngoái. Riêng chỗ này riêng riêng mang ốc này. Không, em ăn hết rồi. Mấy trăm nghìn. Năm ngoái đưa ra con nó về đây. Không, không biết có cả.